Làm thế nào để cài được thư viện mặc định bị thiếu cho Revit? Khi cài Revit thì rất nhiều anh em gặp trường hợp là bị thiếu thư viện, đặc biệt là thư viện mà chúng ta hay sử dụng cho đơn vị mét. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ insert này, load family. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần library, hệ đơn vị inch và hệ đơn vị mét. Thì ở đây chúng ta cài, các bạn nhìn thấy cái size ở đây nó chỉ có 31 mê, tức là đang bị thiếu cái thư viện mặc định cho Revit này. Và làm thế nào để chúng ta cài được cái thư viện này? Đây là cái folder library và nó bị thiếu cái nguồn thư viện như thế này. Để cài cái thư viện mặc định bị thiếu này thì anh em lên Google, search cho mình từ khóa là content Revit và số năm của phiên bản Revit mà anh em đang dùng. Ví dụ ở đây mình dùng Revit phiên bản 2024 thì mình sẽ search là content Revit 2024. Click vào phần Autodesk Revit Content này. Anh em tìm đến cho mình cái phần là US Content V1 for Revit này. Thì ở đây nó sẽ có cái thư viện mặc định cho Revit là Imperial là hệ đơn vị inch và Metric là hệ đơn vị mét. Dung lượng khoảng 1,9 GB và anh em kích tải cái thư viện này về. Sau khi tải về thì anh em cài cái thư viện này ra thôi. Đó. Thì khi cài ấy, thì cái thư viện này nó tự động extract, nó sẽ tự giải nén và copy toàn bộ cái nguồn thư viện vào Revit cho anh em. Ok, sau khi các bạn cài xong thì thư viện nó đã được đưa vào phần thư viện mặc định này, chúng ta load family. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có hệ đơn vị là English này, 1,44 GB không ạ. Và nó đã có đầy đủ các nguồn thư viện cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như thư viện cho phần ống này, có rất nhiều các loại van này. Ok, như vậy là các bạn đã có thể cài đặt được thư viện mặc định bị thiếu cho Revit. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy follow mình để đón chờ các video tiếp theo nhé.